Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nói đến tình hình loài rùa cạn châu Phi đang bị mất môi trường sống ngoài thiên nhiên nha. Hiện tại rùa này đang làm thú cưng rất phổ biến ở Mỹ. Người ta nuôi chúng để cho ăn cỏ trong sân vườn. Thấy dễ dàng như vậy nhưng chăm sóc phải đúng cách, nếu không nó sẽ chết. Nghĩa là bạn phải có không gian thoải mái cho chúng sống, nhiệt độ trung bình từ 23 đến 27 độ C là thích hợp nhất. Thức ăn chủ yếu phải là cỏ khô. Có thể bổ sung cho ăn thêm cải xoắn, rau xanh, củ cải xanh hoặc rau diếp. Lâu lâu ăn kèm thêm một miếng xương rồng nữa là bảo đảm nó sống thọ tới 100 tuổi luôn. Vì điều kiện nuôi nhốt bây giờ còn tốt hơn ngoài thiên nhiên mà. Bạn cũng có thể bắt chước cách sống của nó để trường thọ nhé. Cứ nghiên cứu đi. Như mấy con rùa các bạn đang thấy là của người bạn Tion đang nuôi kinh doanh.